Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Karama Drop nhận được 200 triệu đồng token Robo Token. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé, đã có 1.421 tài khoản holder và đã phát sinh 3.217 lượt giao dịch. Ok, đồng thời các bạn truy cập vào link website karamadrop.net nhé, nên truy cập website để mình để phần dưới mô tả video. Sau khi đã vào được website, các bạn nhận được 2 hướng dẫn thêm cho mình. Bước 1, các bạn sẽ chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract của người đây. Sau đó các bạn quay sang với Metamask hoặc với Solana đất của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ví hiệu Robo số token 18, bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website karamadrop.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, nâng vào cái lối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối. Các bạn gắp xuống bên dưới này. Chương trình Adrop vẫn sẽ kết thúc vào 37 ngày nữa nhé. Các bạn có điều kiện và các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.01 BNB mua được token này để hold tích trữ đồng giả. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào này nhé, làm Adrop. Rồi đi ra là 0.00605 BNB, các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Giờ chỉ đang phải xử lý nhé. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website karamadrop.net nhé, cập nhật những dự án miễn phí và thưởng token mới nhất cho nhiều mạo 3 lần smart chain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch mua bán tiền điện tử, các bạn có thể vào đây đăng ký sàn 3 lần để hưởng 20% phí giao dịch trên đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký một để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách Calam nhận được 200 triệu đồng token Robo Token. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.